Xin chào các bạn, chào mừng đến với Sử Việt AZ. Phong trào chống cộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại là một hiện tượng đầy phức tạp và biến đổi qua từng giai đoạn lịch sử. Từ sau năm 1975, khi những làn sóng di tản đầu tiên ra đời từ hệ quả của chiến tranh Việt Nam, tâm lý và ý thức hệ của cộng đồng người Việt hải ngoại đã định hình với nhiều xúc cảm và niềm tin gắn liền với quá khứ đầy biến động. Trong video hôm nay, sự việc Ares sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hành trình phát triển và những thay đổi của phong trào chống cộng từ động cơ ban đầu cho đến những chuyển biến hiện tại, nhìn nhận sâu sắc những giá trị, lý do và tác động mà phong trào này mang lại suốt nhiều thập kỷ qua. Thứ 1. Giai đoạn 1975-1990, sự xuất hiện của phong trào chống cộng mạnh mẽ. Sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng đồng người Việt di tản, phần lớn là những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa và gia đình của họ đã định cư tại Mỹ, Úc, Canada, Pháp và một số quốc gia khác. Thời điểm đó, cộng đồng hải ngoại vẫn gắn bó chặt chẽ với chính quyền Việt Nam Cộng hòa và có niềm tin mạnh mẽ vào sự khôi phục của miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam có nhiều biến động, họ mang trong mình ký ức đau buồn về cuộc chiến, những mất mát về tài sản, gia đình và cả hệ tư tưởng. Các tổ chức chống cộng đầu tiên bắt đầu hình thành trong giai đoạn này, điển hình như Mặt trận Quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam, Mặt trận Hoàng Cơ Minh và một số hội đoàn khác. Các phong trào này nhằm mục tiêu duy trì tinh thần chống cộng mạnh mẽ, đồng thời cũng tiến hành các chiến dịch vận động nhằm gây áp lực quốc tế lên chính quyền Việt Nam. Giai đoạn này, tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại phần lớn mang tính đối đầu và cực đoan, với mục tiêu là lật đổ chính quyền Việt Nam nhằm khôi phục lại chế độ cũ. Người Việt hải ngoại thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình phản đối, lên án chính quyền Việt Nam trong các dịp kỷ niệm chiến thắng 30, 4 hay các sự kiện chính trị khác. Truyền thông của cộng đồng hải ngoại vào thời điểm đó cũng rất năng nổ, phản ánh những quan điểm chống cộng quyết liệt. Thứ hai, giai đoạn 1990-2000, mở rộng hoạt động và sự thay đổi về chiến lược. Vào đầu thập niên 1990, tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi lớn. Chính quyền Việt Nam dần cải cách kinh tế theo hướng đổi mới từ năm 1986, mở cửa đón đầu tư nước ngoài và thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 1995. Những cải cách này đã phần nào khiến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế thay đổi, thu hút nhiều doanh nghiệp và du khách quốc tế. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, phong trào chống cộng bắt đầu có sự phân hóa. Một bộ phận, nhất là thế hệ trẻ, dần có cái nhìn khác về Việt Nam khi thấy đất nước thay đổi và phát triển. Tuy nhiên, nhóm người lớn tuổi hơn, hoặc đã trải qua nhiều mất mát sau 1975, vẫn duy trì tinh thần chống cộng mạnh mẽ các tổ chức chống cộng chuyển dần từ mục tiêu lật đổ sang gây áp lực để Việt Nam cải cách nhân quyền, dân chủ. Thời gian này, người Việt hải ngoại bắt đầu tổ chức nhiều hơn các hoạt động mang tính văn hóa, nghệ thuật, đồng thời tiếp tục các cuộc biểu tình và vận động chính quyền các nước phương Tây gây áp lực lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Các tờ báo và đài truyền hình Việt ngữ như SBTN cũng xuất hiện để duy trì dòng chảy thông tin và tinh thần cộng đồng. Thứ ba, giai đoạn 2000-2010 sự phân hóa sâu sắc và sự xuất hiện của làn sóng trẻ. Giai đoạn từ 2000 đến 2010 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt hơn nữa giữa các thế hệ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế hệ thứ hai và thứ ba, những người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, có xu hướng tiếp cận Việt Nam theo hướng kinh tế và văn hóa hơn là chính trị. Trong khi đó, thế hệ đầu tiên vẫn giữ quan điểm chống cộng mạnh mẽ và bền bỉ. Thêm vào đó, với sự phát triển của Internet và các nền tảng truyền thông xã hội, Thông tin về tình hình Việt Nam trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Những người trẻ tuổi dần có cái nhìn đa chiều về quê hương, khiến một bộ phận quay trở về Việt Nam đầu tư, làm việc hoặc đơn giản là tìm hiểu văn hóa. Tâm lý chống cộng của thế hệ trẻ cũng không còn mang tính đối đầu gay gắt, mà tập trung hơn vào việc thúc đẩy nhân quyền, cải cách và thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội Việt Nam. Các tổ chức chống cộng truyền thống nhận ra sự thay đổi này và cố gắng tìm cách thu hút thế hệ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Các tổ chức mới như Voice của Trịnh Hội xuất hiện, hoạt động trên các mặt trận nhân quyền, hỗ trợ xã hội và giáo dục hơn là đấu tranh đối đầu trực tiếp. Thứ 4 Giai đoạn 2010-2020 hướng đến vận động nhân quyền và ảnh hưởng từ Biển Đông. Từ năm 2010, vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo trở thành trọng tâm trong các phong trào chống cộng của người Việt hải ngoại việc chính quyền việt nam trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và blogger đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng người việt ở nước ngoài đặc biệt tại mỹ và úc cùng lúc đó tranh chấp biển đông với trung quốc nổi lên và trở thành một trong những điểm nóng trong quan hệ quốc tế của việt nam vấn đề biển đông đã tạo nên một làn sóng ủng hộ việt nam trong cộng đồng người việt hải ngoại đặc biệt là trong các hoạt động phản đối trung quốc tuy nhiên tinh thần chống cộng cũng phức tạp hơn khi một số người vừa muốn chính quyền việt nam bảo vệ chủ quyền vừa phản đối chính quyền về mặt nhân quyền. Giai đoạn này chứng kiến sự chuyển đổi trong cách tiếp cận của người Việt hải ngoại đối với vấn đề quê hương. Họ tích cực kêu gọi sự quan tâm của quốc tế về vấn đề biển Đông và vận động để các chính quyền phương Tây gây áp lực lên Việt Nam về nhân quyền. Các tổ chức xã hội dân sự như tổ chức người bảo vệ nhân quyền hay hội bảo vệ nhân quyền Việt Nam đã mở rộng hoạt động của mình sang các lĩnh vực khác ngoài chính trị, tạo nên một bức tranh phong phú và đa chiều hơn về phong trào chống cộng. Thứ năm, Giai đoạn 2020 đến nay, sự thay đổi trong cách tiếp cận và vai trò của thế hệ trẻ. Bước vào những năm 2020, với sự phát triển của mạng xã hội và sự bùng nổ của thông tin, thế hệ trẻ người Việt hải ngoại ngày càng có cái nhìn phức tạp và linh hoạt hơn về vấn đề chống cộng. Họ quan tâm đến việc duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam, nhưng không còn giữ thái độ đối đầu gay gắt với chính quyền. Phong trào chống cộng hiện tại tập trung nhiều hơn vào vấn đề bảo vệ nhân quyền, tự do ngôn luận và bảo vệ môi trường một số người việt trẻ bắt đầu quay trở về việt nam để làm việc sinh sống thậm chí đóng góp cho sự phát triển của quê hương họ coi việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền từ bên trong việt nam là một phương thức hiệu quả hơn so với các cuộc biểu tình hay vận động từ xa trong khi đó các phong trào chống cộng truyền thống vẫn duy trì các hoạt động của mình nhưng tầm ảnh hưởng đã giảm đi so với những thập kỷ trước nhóm này vẫn tập trung vào các vấn đề nhân quyền và tự do dân chủ nhưng cách tiếp cận có phần mềm mỏng hơn và chú trọng vào sự hợp tác với các tổ chức quốc tế. Trong video hôm nay, chúng ta đã thấy được sự chuyển biến của tâm lý chống cộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại qua từng giai đoạn từ sau 1975 đến nay. Từ những năm tháng căng thẳng và đối đầu đến sự chuyển mình của các thế hệ trẻ, phong trào này giờ đây đã dần hướng tới sự hòa hợp và xây dựng, đặt trọng tâm vào phát triển xã hội, bảo vệ nhân quyền và gìn giữ chủ quyền quê hương. Các bạn thân mến, những phân tích này là góc nhìn riêng của Sử Việt AZ và chúng tôi rất mong nhận được chia sẻ từ các bạn. Đừng ngần ngại để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ để nhiều người cùng biết đến và kết nối cộng đồng người Việt xa quê ngày càng bền chặt. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Sử Việt AZ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video sau.